Bằng cách trở thành một phần của cộng đồng, bạn thực sự được biết về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sư phụ của tôi, vị thầy của tôi. Bởi vì ánh sáng của Ngài được phản chiếu trong toàn bộ cộng đồng, và không phải chỉ có một người có ánh sáng đó, mà thực sự mọi người đều có một chút ánh sáng đó. Càng ở đây lâu thì tôi càng hiểu nhiều hơn, bởi vì tôi càng cảm thấy biết ơn người này. Người mà tôi chưa từng gặp về mặt thể chất, nhưng tôi cảm thấy như tôi biết người này chỉ qua tác động của Ngài. Tôi đã cảm nhận được năng lượng ở đây trong việc gặp gỡ mọi người và gặp gỡ các đệ tử của Ngài. Vì vậy tôi càng cảm thấy biết ơn mỗi ngày, vì nếu không có Hòa Thượng Tuyên Hóa thì tôi sẽ không có cơ hội được ở đây. Tôi nhận ra rằng không phải những điều kỳ diệu đã khiến sư phụ trở thành vị thầy của tôi, mà chính là con người của Ngài và cách Ngài hành xử. Ngài luôn sử dụng phương tiện thiện xảo và Ngài luôn sử dụng giáo hóa tùy duyên. Nói một cách khác là Ngài nhìn vào hoàn cảnh của quý vị và dạy quý vị tùy theo hoàn cảnh của quý vị. Và Ngài có lần nói với tôi rằng, con nghĩ rằng ta nhìn vào người khi họ đến muốn gặp ta. Ngài nói ta không như vậy, ta không nhìn vào người, ta thậm chí không biết họ là đàn ông hay phụ nữ, là con trai, con gái hay trẻ sơ sinh hay là gì đi nữa. Ngài cả không biết họ là động vật hay có phải con người hay không. Ngài nói ta nhìn vào Phật tánh của họ và xem ta có thể làm gì để giúp họ thấy được Phật tánh của họ. Đó là tâm của một vị Bồ Tát và đó là một lời dạy thâm sâu mà tôi luôn nhận được khi ở gần Hòa Thượng. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô.